Phương Nhi ghi điểm tuyệt đối có khả năng giật Crown Á hậu tại Hoa hậu quốc tế 2023. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Bizzology đăng tải bản dự đoán đầu tiên về kết quả của cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2023 sau khi bài đăng hồ sơ của các thí sinh được công bố. Người dự đoán có thể đăng quang Hoa hậu quốc tế 2023 là đại diện Colombia, người đẹp Sofia Ocio Luna, 23 tuổi. Đại diện Việt Nam, Phương Nhi được đánh giá có thể lọt vào top 3 chung cuộc và đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss International năm nay. Điều này khiến người hâm mộ của cô nàng không khỏi bất ngờ do trước đó, thông tin profile của mỹ nhân quê Thanh Hóa đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội vì thiếu sâu sắc. Song đông đảo khán giả cho rằng Miss International là sân chơi sắc đẹp khá khó để dự đoán trước kết quả. Do đó, công chúng hãy tin tưởng chờ đợi Phương Nhi rèn luyện và thể hiện bản thân ở cuộc thi sắp tới. Hiện tại chưa đến một tháng nữa, Phương Nhi sẽ chính thức lên đường đến Nhật Bản tranh tài cho vương miện quốc tế. Nhiều người tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong 4 tháng qua, cô sẽ đem về danh hiệu cao cho Việt Nam tại Miss International 2023. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 với chiều cao 1m7, số đo 3 vòng 80-57-88cm. Người đẹp đang theo học chuyên ngành luật thương mại quốc tế tại trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi tham dự sự kiện họp báo công bố và trao sắc cho Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng tham dự Miss Intercontinental Hoa hậu Liên lục địa 2023. Khác hẳn với những lần đi thảm đỏ khoe vẻ đẹp dịu dàng nên nã được ví như thần tiên tỷ tỷ trước đó, lần này Phương Nhi trông quyến rũ và cá tính hơn trong bộ đầm cắt xẻ. Người đẹp sinh năm 2002, diện thiết kế mang cảm hứng nữ thần, chất liệu lụa satin làm tăng thêm vẻ gợi cảm cho người mặc. Phần áo trải vai dáng crop top phối cùng với chân váy dài giúp cô khoe được vòng eo thon gọn, lộ rõ cơ bụng săn chắc cùng làn da trắng mịn. Song do phía trên của chiếc váy hở sâu và rộng nên vô tình khiến cho Phương Nhi rơi vào tình huống đỏ mặt khi cô đi lại và giơ tay chào mọi người. Tuy nhiên, rất nhanh và khéo léo, nàng Á hậu quê Thanh Hóa đã có cách xử lý ghi điểm trong mắt công chúng. Cô không hề tỏ ra bối rối mà vẫn bình tĩnh, chủ động đưa tay che chắn chỉnh lại trang phục và vẫn nở nụ cười tươi trò chuyện cùng mọi người. Hiện tại đoạn clip này đang chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, nhận về rất nhiều bình luận khen ngợi của người hâm mộ. Phương Nhi không những cho thấy sự chuyên nghiệp khéo léo trong cách xử lý tình huống giữa sự kiện trước rất nhiều ống kính máy quay và hàng trăm con mắt nhìn, mà còn nổi bật với nhan sắc đẹp không góp chết. Càng ngày càng xinh, quyến rũ mà xử lý tình huống cũng khéo hơn xưa rồi. Nhuận sắc thấy rõ luôn đó, ngày càng chuẩn đẹp nhìn mà mê. Sắp đi thi Miss International có khác chuyên nghiệp hẳn là những bình luận của người hâm mộ. Trước đó, Phương Nhi cũng nhiều lần gặp sự cố trang phục tại các sự kiện để cô vào tình huống bối rối khó xử. Vừa qua, mỹ nhân sinh năm 2002 được công bố trở thành người đại diện Việt Nam thi Miss International 2023 để chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế. Mỹ nhân này đã bắt đầu thay đổi hình ảnh phong cách thời trang của mình. Hiện tại, người đẹp sở hữu số đo 3 vòng 80-57-88cm cùng chiều cao 1m7. Theo đó, cô chăm diện những thiết kế ôm sát hay cách ao táo bạo khoe đường cong cơ thể nuột nà. Phương Nhi cũng thay đổi cách make up làm tóc để trông sắc sảo quyến rũ hơn. Cô váy áo đời thường của mỹ nhân này cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp không ngại làm mới mình với những thiết kế cá tính, váy ngắn khoe chân dài, bikini hay những kiểu dáng áo sơ mi phối cùng quần âu làm tăng vẻ trưởng thành cho người mặc. Ngoài việc thay đổi hình ảnh, Phương Nhi còn cho thấy sự thay đổi về cả body lẫn những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi. Được biết, thời gian qua người đẹp 21 tuổi này chăm chỉ tập luyện thể thao, xây dựng chế độ ăn uống khoa học lành mạnh để body săn chắc khỏe khoắn, đồng thời trao dồi thêm các kỹ năng cần thiết như catwalk, ứng xử tiếng Anh. Với sắc vóc và sự nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng, Phương Nhi hiện đang là cái tên được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt trong cuộc thi Miss International 2023.